Ngày 3 tháng 8, công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ Lưu Hoàng Phi, sinh năm 1971, ngụ quận Bình Thạnh, là ca sĩ chế phi, con của ca sĩ chế Linh, bị một nhóm đối tượng đánh. Lãnh đạo công an quận Bình Thạnh xác nhận đã mời ông Phi và những người có liên quan tới làm việc. Bước đầu nguyên nhân được xác định do hai bên say xỉn nên dẫn tới vụ việc. Trước đó rạng sáng cùng ngày, ông Phi được bạn chở về chung cư Mỹ Đức, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó cả hai gửi xe thì mâu thuẫn với một nam thanh niên, dẫn tới xô xát và được can ngăn. Ít phút sau ông Phi lên sảnh chung cư vào thang máy, bất ngờ một nhóm thanh niên xông vào đánh đập. Nạn nhân tìm cách chống trả nhưng bị đánh gục ngay tại chỗ. Gây án xong, nhóm này rời đi. Bảo vệ chung cư phát hiện nên đưa ông Phi lên phòng sau đó ông này tới bệnh viện khám điều trị rồi tới công an trình báo sự việc